Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, nơi được mệnh danh là bàn thờ của Tổ quốc. Đêm về khuya, dòng người đổ về càng đông. Trong không gian tĩnh mịch và linh thiêng, mộ chỉ Võ Thị Sáu phủ đầy hoa trắng. Màu trắng tinh khiết, thanh cao như cuộc đời của người con gái đất đỏ anh hùng. Ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo khi vừa tròn 19 tuổi xuân, chị Võ Thị Sáu là một biểu tượng đầy kiêu hãnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nằm ngay trung tâm thị trấn, khu lưu niệm và tượng đài chị Võ Thị Sáu được Đảng bộ chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư xây dựng khá quy mô. Tượng đài chị Võ Thị Sáu cao gần 7 mét. Hai bên dưới chân tượng có hai bức phù điêu lớn tái hiện lại những hình ảnh chiến đấu anh dũng của người con gái đất đỏ anh hùng. Phía bên trong là nhà thờ, khu trưng bày những di vật, những hình ảnh về gia đình và cuộc đời hoạt động cách mạng tuy ngắn ngủi nhưng đầy vinh quang của chị Võ Thị Sáu. Sau nhiều lần tôn tạo, đến nay khu di tích chị Võ Thị Sáu trở thành một điểm tham quan hấp dẫn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt du khách. Tròn 60 năm qua, kể từ ngày chị yên nghỉ giữa biển trời Côn Đảo giữa những người đồng chí đồng đội của mình, ngôi mộ chị Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương và sự hy sinh anh dũng của chị vẫn là những câu chuyện huyền thoại được người đời truyền tụng nhiều nhất. Đã nhiều lần bọn thực dân và sau này là chính quyền Mỹ ngụy Sài Gòn âm mưu đập phá, san bằng ngôi mộ chị Sáu để hòng dập tắt ý chí đấu tranh cách mạng của những người cộng sản. Thế nhưng lạ lùng thay, cứ sau mỗi lần như thế, ngôi mộ chị Sáu lại được tù nhân, binh lính và cả những công chức, những người vợ của bọn sĩ quan âm thầm tôn tạo lên ngày càng to đẹp hơn. Không ai tính hết được những tấm bia ghi danh đã từng dựng lên trên mộ chị Sáu. Chỉ biết rằng xung quanh đó là cả những câu chuyện huyền bí về sự linh thiêng của người liệt nữ cách mạng. Và cho đến hôm nay, chị Sáu đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người dân Côn Đảo. Hàng năm, vào ngày 23 tháng Giêng, chính quyền và mọi người dân Côn Đảo lại làm lễ dỗ cô Sáu, xem cô Sáu như là người thân trong gia đình. Cao hơn nữa, họ còn ngưỡng vọng chị như một nữ thần hộ mệnh cho Côn Đảo. Ngày qua ngày, mộ chị Sáu luôn phủ đầy những nhành hoa trắng. Phía dưới chân mộ là một gốc cây ly kim ma được đem ra từ quê hương đất đỏ của chị, cùng với những hàng dương quanh năm xanh tốt tỏa bóng mát cho du khách thập phương về đây kính cẩn thắp nén nhang thơm tỏ lòng biết ơn đối với người nữ anh hùng của dân tộc. Tên của chị Võ Thị Sáu đã trở thành những địa danh, những mái trường, những con đường không chỉ ở Côn Đảo mà còn ở nhiều địa phương trong cả nước. Và đêm nay, hòa trong dòng người lặng lẽ, chúng tôi có dịp được đến bên ngôi mộ của người thiếu nữ anh hùng. Người ta bảo, viếng chị Sáu vào đêm khuya thanh vắng sẽ càng linh thiêng hơn và linh hồn chị sẽ phù hộ độ trì, đem đến những điều an lành tốt đẹp. Thành kính dâng lên chị những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm. Chúng tôi bày tỏ niềm xúc động trước sự hy sinh cao cả của chị, cũng như các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, đang nằm lại trên mảnh đất này, cho hôm nay chúng tôi được sống trong hòa bình, tự do